Trước đó vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ sách tay 11,5 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều người thắc mắc vì sao các nữ tiếp viên đã được trả tự do mà cơ quan công an vẫn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Luật sư Hà Công Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định tại điều 143 và điều 432 Bộ luật tố tụng hình sự, khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, pháp nhân thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định. Đối chiếu với vụ việc trên, việc vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam là có thật, có dấu hiệu của tội phạm, sau đó cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án là đúng quy định. Vẫn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, quá trình giải quyết một vụ án hình sự có thể gồm các giai đoạn sau: khởi tố điều tra, truy tố xét xử và thi hành bản án quyết định của tòa án. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng độc lập mở đầu các hoạt động điều tra tiếp theo, bao gồm việc xác định xem ai là người thực hiện hành vi phạm tội để tiến hành các hoạt động điều tra đối với họ. Quay trở lại với bốn nữ tiếp viên hàng không, sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bước đầu chưa chứng minh được những người này biết có ma túy bên trong các tuyết kem đánh răng nên đã trả tự do cho họ. Tuy nhiên, như đã nói, việc vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam là có thật, đồng nghĩa người giấu số ma túy vào các tuyết kem đánh răng rồi đưa cho nhóm nữ tiếp viên đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế, ngoài việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án bằng việc xác định ai là người giấu số ma túy trên vào tuyếp kem đánh răng và nếu có thể là cả người sẽ nhận số ma túy này. Luật sư Tâm nói, trả tự do cho các nữ tiếp viên không đồng nghĩa với việc kết thúc vụ án. Việc điều tra vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành đến khi tìm ra bản chất tội phạm. Cũng theo luật sư tâm, mặc dù được trả tự do trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng hành vi sách tay hàng hóa giúp người khác từ Pháp về Việt Nam của nhóm nữ tiếp viên cũng cần phải xem xét và xử lý theo quy định. Luật sư Tâm nói, sự việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bất kỳ cá nhân nào vì mục đích giúp người, mục đích tư lợi hay bất kỳ mục đích nào khác mà sách hộ hàng hóa đồ đạc cho người khác mà mình không thể kiểm soát được bên trong là gì đến ngày 6 tháng 3, liên quan đến vụ tiếp viên sách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời xử lý hành chính 86 người liên quan. Bên cạnh đó, các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt 8 kg ma túy đá, 130 kg ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Sau một năm điều tra, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí. Các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán cho lọt lượng ma túy với tổng số tiền rất lớn. Trước đó vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam, sau đó chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, vụ việc bốn nữ tiêu viên sách hộ hàng cấm từ sân bay Pháp về Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi tình tiết mới được lực lượng chức năng thông báo đều thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Mới đây nhất, thêm một tiêu viên liên quan đến vụ việc được tiết lộ. Vậy tiếp viên thứ năm này có nhiệm vụ gì trong vụ việc này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước sự việc bốn nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển hơn 10 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các hộp kem đánh răng, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ các đầu mối cũng như các đối tượng liên quan. Ngoài bốn tiếp viên, sách lô hàng chứa 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất còn có một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng bị tạm giữ hôm 16 tháng 3, ngay sau khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Theo nguồn tin, nữ tiếp viên thứ năm tên là BTPT được xác định đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Nở, nhận hàng và chia hàng cho ba tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Sau đó, cả năm nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên cả năm người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu. Trước đó như đã đưa tin sáng 16 tháng 3, chuyến bay VN10 từ Pháp vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan đã khám xét hành lý của bốn nữ tiếp viên. Cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của bốn tiếp viên Vietnam Airlines qua sàng lọc soi chiếu, hải quan nghi vấn vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, tìm thấy tổng cộng hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg ketamin cocaine. Khi phát hiện vụ việc, tri cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc. Các nữ tiếp viên tỏ ra sừng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc, khai rằng khi ở Pháp đã được một người chưa xác định danh tính nhờ sách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuyếp đánh răng, không thấy có gì bất thường. Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường, đến khi về tới sân bay tân sân nhất mới bị lực lượng chức năng sân bay phát hiện. Sau đó, cảnh sát đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho bốn nữ tiếp viên mang về nước. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như khám xét nơi ở của những người bị tạm giữ, gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Tê, 37 tuổi, Võ Tú Quy, Trần Thị Thu Nở và Đặng Phương về. Tuy nhiên, ma túy không được phát hiện thêm. Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã yêu cầu tổ tiếp viên phục vụ chuyến bay, tường trình và báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm tiếp viên này đều bị đình chỉ công tác. Cục hàng không đã ban hành chỉ thị 1480 trong đó khẳng định vụ việc đã gây sự chú ý rất lớn của công luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu quốc gia và cho thấy tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn an ninh hàng không nếu không được chấn chỉnh kịp thời. Nhà chức trách hàng không yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Vụ việc cũng cho thấy việc triển khai chỉ thị số 2677 CTCHK ngày 20 tháng 6 năm 2022 của cục trưởng cục hàng không Việt Nam về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay của các hãng hàng không Việt Nam chưa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhằm tăng cường kỷ cương hiệu quả và hiệu lực của các công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, cục trưởng cục hàng không Việt Nam chỉ thị. Các doanh nghiệp có nhân viên hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Quán triệt sâu sắc đến các nhân viên hàng không thông qua việc huấn luyện về văn hóa an toàn, an ninh hàng không, về tác hại đối với hình ảnh của đất nước, của doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vào vi phạm pháp luật chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không, quán triệt toàn bộ các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không dân dụng nguyên tắc làm đúng quy trình. Các hãng hàng không Việt Nam nghiêm túc triển khai các biện pháp tại chỉ thị 2677 CT CHK ngày 20 tháng 6 năm 2022 của cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay xử lý nghiêm theo quy định theo nguyên tắc kiên quyết kiên trì thường xuyên và không có vùng cấm khi phát hiện vi phạm khi có vụ việc xảy ra hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đồng thời qua đó giả soát bổ sung các quy định, kế hoạch để bịt kín lỗ hỏng nếu có. Các cảng hàng không chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường việc kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế của cảng hàng không theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký.